Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, làm sao vị Bồ Tát không thối chuyển tự biết chắc chắn rằng mình có tâm không thối chuyển? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát nên dùng sự khổ hạnh mà tự nghiệm biết tâm mình. Mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, trải qua 7 ngày, rồi tiếp đến là gạo, đậu xanh, hạt gai, lúa nếp, đậu trắng. Mỗi thứ như vậy cũng chỉ ăn mỗi ngày một hạt trong suốt 7 ngày. Trong mỗi một giai đoạn 7 ngày như vậy đều giống như trong khi ăn mỗi ngày một hạt mè. Bồ Tát thường suy nghĩ rằng khổ hạnh như thế này hoàn toàn không có lợi ích gì cả. Việc không lợi ích mà ta còn làm được, huống chi những việc có lợi ích lẽ nào lại không làm? Đối với việc không lợi ích mà tâm ta có thể nhẫn chịu, không hề thối chuyển, cho nên nhất định ta sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những ngày tu hành khổ hạnh như vậy, tất cả da thịt Bồ Tát đều gầy tóp, nhăn nheo như trái bầu tươi các đêm phơi nắng. Hố mắt lõm sâu vào chỉ còn lấp lánh như ngôi sao nhìn thấy dưới đáy giếng. Thân không còn thịt, xương sườn lộ ra như căn nhà tranh mục nát bày ra các sườn tre. Các đốt xương sống liền nhau hiện ra, trông như một sợi dây thừng lớn xoắn lại. Khi ngồi nơi nào thì xương bàn tỏa lún vào mặt đất như hình móng chân ngựa. Khi muốn ngồi thì gục xuống, khi muốn đứng lại ngã lăn. Tuy chịu đựng những nỗi khổ không lợi ích như vậy, nhưng Bồ Tát không hề thối mất tâm Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát Maha Tát vì muốn phá trừ mọi sự khổ não, ban phát sự an vui, nên có thể xả bỏ hết mọi thứ quý giá ở trong và ngoài thân, cho đến cả thân mạng, như người ta vứt bỏ nắm cỏ rơm. Nếu có thể không tham tiếc thân mạng, thì Bồ Tát tự biết rằng mình chắc chắn có tâm không thối chuyển. Biết chắc rằng mình sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát vì nhân duyên chánh pháp mà khoét thân mình làm đèn, dùng da thịt đắp quanh nhiều lớp, tưới dầu vào mà đốt, dùng thân mình làm tim đèn. Bây giờ, Bồ Tát nhận chịu sự khổ não lớn lao như vậy, lại tự quở trách lòng mình rằng, sự khổ này so với sự khổ ở địa ngục chưa được một phần trong trăm ngàn muôn phần. Dù ta có chịu khổ não lớn lao trong vô lượng trăm ngàn kiếp, cũng hoàn toàn không có lợi ích gì. Nhưng nếu không chịu đựng được nỗi khổ nhỏ này, làm sao có thể ở trong địa ngục mà cứu khổ cho chúng sanh? Bồ Tát Maha Tát quán niệm như vậy rồi, tự thân không còn thấy khổ, tâm không thối lui, không lay động, không chuyển đổi. Khi ấy Bồ Tát nên tự biết rõ sâu xa rằng chắc chắn mình sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, lúc bấy giờ vì Bồ Tát chưa trừ dứt được nên vẫn còn đủ các phiền não, nhưng vì nhân duyên chánh pháp mà Bồ Tát có thể dùng đầu mắt, tủy não, tay chân, máu thịt của mình để bố thí cho kẻ khác, hoặc dùng đinh nhọn đóng vào thân, hoặc nhảy vào lửa đỏ. Lúc ấy, tuy Bồ Tát chịu đựng vô lượng khổ não, nhưng nếu tâm không thối lui, không lay động, không chuyển đổi, thì Bồ Tát nên biết chắc rằng đã có được tâm không thối chuyển, chắc chắn sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát vì muốn trừ hết khổ não cho tất cả chúng sanh, nên nguyện sanh làm thân súc vật to lớn thô kệch để dùng máu thịt của chính thân mình mà bố thí cho chúng sanh. Khi chúng sanh bắt được mình, Bồ Tát lại sanh lòng thương xót họ, liền tự mình nín thở, hiện tướng như đã chết, để những kẻ bắt giữ Bồ Tát không phải sanh tâm lo ngại rằng đã phạm tội giết hại. Tuy Bồ Tát thọ thân súc sanh, nhưng thật không hề có tạo nghiệp súc sanh. Vì sao vậy? Thiện nam tử, Bồ Tát đã được tâm không thối chuyển rồi thì không bao giờ tạo tác nghiệp để phải sanh vào trong ba đường ác. Nếu trong đời vị lai, Bồ Tát Maha Tát có những quả báo của nghiệp ác nhiều như số hạt bụi nhỏ, cũng không nhất định phải thọ nhận. Nhưng Bồ Tát dùng sức nguyện lớn vì tất cả chúng sanh mà thọ nhận tất cả. Ví như người bệnh bị loài quỷ mị nhập vào,
ẩn nấp trong thân không ai thấy được. Nhờ sức chú thuật liền hiện ra các tướng, hoặc nói năng, hoặc vui mừng, hoặc giận dữ, hoặc chửi mắng, hoặc kêu khóc. Những nghiệp ác phải sanh trong ba đường ác do đời vị lai của Bồ Tát Ma Ha Tát cũng giống như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát khi thọ thân loài cấu vẫn thường giảng thuyết chánh pháp với chúng sanh, hoặc thọ thân loài chim trĩ cũng là vị để giảng thuyết chánh pháp với chúng sanh, hoặc thọ thân cồ đà, thân hươu, thân thỏ, thân voi, thân dê đen, thân khỉ, thân bồ câu trắng, thân kim sí, các thân rồng, rắn. Khi đang thọ các thân súc sanh như vậy, nhưng Bồ Tát không hề tạo tác các nghiệp ác của súc sanh, thường vì những chúng sanh súc sanh khác mà giảng thuyết chánh pháp, khiến họ nghe pháp rồi liền được nhanh chóng chuyển hóa, lìa bỏ thân súc sanh. Bây giờ tuy Bồ Tát thọ thân súc sanh nhưng không hề tạo tác các nghiệp ác, nên biết chắc rằng đã có được tâm không thối chuyển. Gặp thời đói kém, Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thấy chúng sanh đói khổ, bèn sanh làm thân rùa, thân cá, dài đến vô lượng do duyên, lại phát nguyện rằng: nguyện khi chúng sanh cắt lấy thịt trong thân ta, liền ngay khi ấy sanh ra thịt khác, nhờ ăn thịt ta mà thoát được nỗi khổ đói khát. Rồi tất cả đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát phát nguyện rằng: những ai nhờ ta mà được lìa khỏi đói khát, nguyện cho về đời vị lai cũng sẽ nhanh chóng được lìa xa nạn đói khát trong 25 cảnh giới hiện hữu. Bồ Tát Ma Ha Tát thọ khổ như vậy mà tâm không thối chuyển, nên biết chắc chắn rằng sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, gặp thời có dịch bệnh lan tràn, Bồ Tát nhìn thấy những kẻ bệnh khổ liền suy nghĩ rằng: như cây thuốc chúa, nếu người bệnh được dùng rễ, thân hay cành, lá, hoa, quả của cây ấy đều được khỏi bệnh, nguyện cho thân ta đây cũng giống như vậy. Nếu người có bệnh nghe được tiếng ta, chạm vào thân ta, hoặc ăn thịt, uống máu ta, cho đến dùng xương tủy của ta đều sẽ được khỏi bệnh. Nguyện cho các chúng sanh trong khi ăn thịt ta không sanh tâm độc ác, thương xót như ăn thịt con mình. Ta trị bệnh cho chúng sanh rồi, lại thường vì họ thuyết pháp, nguyện cho họ sẽ tin nhận, suy xét và mang giáo pháp dạy cho những người khác. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát vẫn còn đủ các phiền não. Tuy thân chịu khổ, nhưng tâm không thối lùi, không lay động, không chuyển đổi. Nên biết chắc rằng đã được tâm không thối chuyển, sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, thiện nam tử, nếu có những chúng sanh bị quỷ mị làm cho mắc bệnh, Bồ Tát thấy vậy rồi liền nói: ta nguyện làm thân quỷ to lớn, dũng kiện, có nhiều quyến thuộc, khiến những người kia hoặc nghe hoặc thấy thân ta liền được khỏi bệnh. Bồ Tát Ma Ha Tát vì chúng sanh mà siêng tu khổ hạnh, tuy có phiền não nhưng không hề bị nhiễm ô trong tâm. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tuy cũng tu hành sáu pháp ba la mật nhưng không cầu được hưởng quả của sáu pháp ba la mật, trong khi tu hành sáu pháp ba la mật không gì hơn được. Bồ Tát phát nguyện rằng: nay ta dùng sáu pháp ba la mật này bố thí cho tất cả chúng sanh, nguyện cho mỗi chúng sanh sau khi thọ nhận bố thí của ta rồi đều được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chính ta cũng thực hành sáu pháp ba la mật, siêng tu khổ hạnh, nhận chịu các khổ não. Đang khi thọ nhận khổ não, ta nguyện không thối chuyển tâm Bồ Đề. Thiện nam tử, khi Bồ Tát Ma Ha Tát quán tưởng như thế thì gọi là tướng Bồ Đề không thối chuyển. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát là không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Bồ Tát Ma Ha Tát rõ biết sâu xa rằng cuộc sanh tử có nhiều tai hại, nhìn thấy đại niết bàn có công đức lớn. Dù vậy, Bồ Tát vì chúng sanh mà thường ở chốn sanh tử, nhận chịu mọi thứ khổ não, nhưng tâm không hề thối chuyển. Cho nên gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Lại nữa, thiện nam tử,
Bồ Tát Mahātát không cần có nhân duyên gì mà vẫn sanh lòng thương xót tất cả chúng sanh. Bồ Tát không chịu ơn mà thường làm ơn với kẻ khác. Tuy Bồ Tát làm ơn nhưng không cầu sự báo đáp, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Lại nữa, thiện nam tử, hoặc có những chúng sanh vì lợi ích riêng mình mà tu hành khổ hạnh, Bồ Tát Mahātát chỉ vì lợi ích cho người khác mà tu hành khổ hạnh, xem đó là lợi ích cho chính mình, cho nên cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát tuy còn đủ mọi phiền não, nhưng vì muốn phá trừ sự khổ não cho cả kẻ oán lẫn người thân, liền tu tập tâm bình đẳng, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Lại nữa, nếu Bồ Tát thấy những chúng sanh độc ác, không hiền lành, liền quở trách nặng nề, hoặc dùng lời dịu ngọt khuyên răn, hoặc xua đuổi cách ly, hoặc bỏ mặc. Đối với kẻ tánh tình độc ác thì dùng lời dịu ngọt, đối với kẻ kiêu mạn thì tỏ vẻ kiêu mạn hơn cả họ, nhưng trong lòng thật không có chút kiêu mạn nào, đó gọi là phương tiện của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát tuy còn đủ mọi phiền não, trong khi chỉ có ít tài vật mà kẻ đến xin lại rất nhiều, lòng cũng không hẹp hòi, đó gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Lại nữa, vào lúc có Phật ra đời, Bồ Tát rõ biết công đức của Phật, Bồ Tát lại vì chúng sanh mà sanh ra ở những nơi không có Phật, thọ thân ở những vùng xa vắng, tối tăm, hoặc làm những người đuôi, điếc, què, cục, đó gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát rõ biết sâu xa những tội lỗi, sai lầm của chúng sanh, nhưng vì muốn độ thoát chúng sanh nên thường cùng họ làm việc. Tuy thường tùy theo ý chúng sanh, nhưng lại không bị tội lỗi xấu ác làm ô nhiễm, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát thấy biết rõ ràng là không có tướng chúng sanh, không có phiền não nhiễm ô, không có kẻ tu tập chánh đạo lìa xa phiền não. Tuy tu tập Bồ Đề nhưng không có hạnh Bồ Đề, cũng không có người thành tựu Bồ Đề, không có người chịu khổ và không có người phá trừ sự khổ. Dù vậy, Bồ Tát vẫn có thể vì chúng sanh mà phá trừ sự khổ, thực hành hạnh Bồ Đề, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát thọ thân gần cuối ở cõi trời Đâu Xuất, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Cõi trời Đâu Xuất là tốt đẹp hơn hết trong dục giới. Những cõi trời thấp hơn thì có tâm buông thả, lười nhác. Những cõi trời cao hơn thì các căn ám độn. Cho nên cõi trời Đâu Xuất là hơn hết. Những ai tu tập bố thí, trì giới sẽ được sanh về những cõi trời ở bên trên hoặc bên dưới. Những ai tu tập bố thí, trì giới, thiền định mới được sanh về cõi trời Đâu Xuất. Hết thảy Bồ Tát đều đã trừ bỏ những cảnh hiện hữu ấy, dứt hết các cảnh hiện hữu, không hề tạo tác những nghiệp sanh về cõi trời Đâu Xuất, nhưng vẫn thọ thân chư thiên ở cõi trời ấy. Vì sao vậy? Bồ Tát dù ở các cảnh giới hiện hữu khác, cũng có thể giáo hóa thành tựu cho chúng sanh. Bồ Tát thật không có lòng tham dục, nhưng vẫn sanh ra ở dục giới, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Mahātát sanh ở cõi trời Đâu Xuất có ba việc vượt trội hơn chư thiên ở đó. Một là thọ mạng, hai là hình sắc, ba là danh xưng. Bồ Tát Mahātát thật không mong cầu được thọ mạng, hình sắc, danh xưng. Tuy không có tâm mong cầu nhưng vẫn có được những sự vượt trội ấy. Bồ Tát Mahātát chỉ hết lòng ưa thích Niết Bàn, nhưng khi có nhân duyên thì cũng có ba việc vượt trội ấy, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Tuy Bồ Tát Mahātát vượt trội hơn hẳn chư thiên về ba việc ấy, nhưng chư thiên đối với Bồ Tát không hề sanh tâm sân hận, đố kỵ, kiêu mạn, chỉ thường sanh tâm quan hỷ. Bồ Tát đối với chư thiên cũng không có lòng kiêu mạn, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Mahātát không tạo nghiệp dẫn đến thọ mạng, nhưng cũng hưởng trọn thọ mạng ở cõi trời kia,
gọi là thọ mạng trược trội. Bồ Tát cũng không có các nghiệp tạo thành hình sắc, nhưng được thân hình tốt đẹp kỳ diệu, tỏa sáng khắp nơi, gọi là hình sắc dược trội. Bồ Tát Maha Tát ở nơi cung điện của cõi trời Đâu Suất không hề ưa thích năm món dục, chỉ vì thực hành những việc thuộc về chánh pháp mà thôi. Vì thế mà danh xưng đầy khắp mười phương, gọi là danh xưng dược trội. Đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Khi Bồ Tát Maha Tát từ cõi trời Đâu Suất giáng hạ, thì cõi đất chấn động sáu cách, nên cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vào lúc Bồ Tát giáng hạ, chư thiên các cõi trời thuộc dục giới và sắc giới đều đến tiễn đưa, phát ra những âm thanh lớn xưng tán ngợi khen Bồ Tát. Hơi gió phát ra từ miệng chư thiên làm cho cõi đất phải chấn động. Lại có vị Bồ Tát là bậc cao quý nhất như voi chúa giữa loài người. Bậc cao quý nhất như voi chúa giữa loài người được tôn xưng là Long Vương. Khi Bồ Tát Long Vương ấy mới nhập thai, thì có các vị Long Vương ở bên dưới cõi đất ấy, hoặc kinh sợ, hoặc vui mừng. Vì thế mà cõi đất chấn động sáu cách, đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Maha Tát tự rõ biết lúc nhập thai, lúc ở trong thai, lúc ra khỏi thai, rõ biết cha, mẹ, không trong sạch, cũng không ô nhiễm, như hạt châu quý màu xanh trên búi tóc của Đế Thích. Đó cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện Nam Tử, Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng giống như vậy, cũng là không thể nghĩ bàn. Thiện Nam Tử, ví như biển cả có tám điều không thể nghĩ bàn. Những gì là tám? Một là từ trong bờ cạn mà ra xa bờ dần dần sâu thêm. Hai là đáy sâu khôn dò. Ba là khắp trong biển đều cùng một vị mặn. Bốn là thủy triều lên xuống đều đặn, không bao giờ trễ hạn. Năm là chứa đủ mọi thứ kho báu. Sáu là có những loài chúng sanh thân hình to lớn sống trong đó. Bảy là không chứa giữ xác chết. Tám là tất cả những dòng nước chảy, những cơn mưa lớn đều đổ vào trong biển cả, nhưng biển cũng không tăng thêm hay giảm bớt. Thiện Nam Tử, có ba việc gọi là dần dần sâu thêm. Những gì là ba? Một là phước lực của chúng sanh. Hai là thuyền buồm thuận gió mà đi ra xa bờ. Ba là nước sông chảy vào biển cả. Đối với những điều khác từ đáy sâu khôn dò cho đến không tăng thêm hay giảm bớt, mỗi điều cũng đều có ba việc như thế. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này cũng giống như vậy, cũng có tám điều không thể nghĩ bàn. Điều thứ nhất, dần dần sâu thêm, là nói tuần tự từ các giới Ưu Bà Tắc, giới Sa Di, giới Tỳ Kheo cho đến giới Bồ Tát, từ quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Phật Bích Chi, quả Bồ Tát cho đến quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kinh Đại Niết Bàn này dạy đủ các pháp như thế, gọi là dần dần sâu thêm, cho nên kinh này gọi là có tánh chất dần dần sâu thêm. Điều thứ hai, đáy sâu khôn dò, là ví như Như Lai Thế Tôn không sanh không diệt, không chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không chuyển pháp luân, không ăn uống, không thọ nhận, không thực hành bố thí, cho nên gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật không phải sắc, cũng không lìa ngoài sắc, không phải thọ, tưởng, hành, thức, cũng không lìa ngoài thọ, tưởng, hành, thức, là thường có thể thấy, là nhân thành tựu, không phải nhân tạo tác. Từ hàng Tu Đà Hoàng cho đến hàng Phật Bích Chi đều sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cũng không có phiền não, cũng không có chỗ trụ. Tuy không có phiền não, nhưng không gọi là thường. Vì thế nên gọi là sâu xa. Lại nữa, có chỗ rất sâu xa. Trong kinh này, khi thì nói ngã, khi lại nói vô ngã. Khi thì nói thường, có lúc lại nói vô thường. Có khi nói tịnh, có khi lại nói bất tịnh, có khi nói lạc, có khi lại nói khổ,
hoặc khi nói không, hoặc khi nói chẳng phải không, hoặc nói tất cả là có, hoặc nói tất cả là không, hoặc nói hai thừa, hoặc nói nhất thừa, hoặc nói năm ấm là tánh Phật, hoặc thuyết tam muội kim cang cùng với trung đạo tam muội thủ lăng nghiêm, 12 nhân duyên, đệ nhất nghĩa không, từ bi, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, hoặc thuyết đỉnh trí, tính tâm, rõ biết các căn, lực, trí tuệ không chướng ngại đối với tất cả các pháp. Tuy nói có tánh Phật nhưng không nói nhất định, vì vậy nên gọi là sâu xa. Điều thứ ba, cùng một vị mặn là ví với tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều cùng một giáo pháp, cùng một sự giải thoát, một nhân, một quả, cùng một vị cam lộ, tất cả đều sẽ đạt được thường, lạc, ngã, tịnh. Đó gọi là cùng một vị. Điều thứ tư, thủy triều lên xuống không bao giờ trễ hạn, là ví như trong kinh này chế định, các tỳ kheo không được thọ nhận và tích chứa tám vật bất tịnh. Nếu trong các đệ tử của ta, những ai có thể thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng giải phân biệt kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này, thà chịu mất thân mạng chứ không bao giờ phạm vào sự cấm chế ấy. Đó gọi là thủy triều không bao giờ trễ hạn. Điều thứ năm, chứa đủ mọi thứ kho báu, là ví như kinh này tức là kho báu vô lượng. Của báu trong kho ấy là nói bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy phần giác, tám phần thánh đạo, anh nhi hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, các phương tiện thiện xảo, tánh Phật của chúng sanh, công đức của Bồ Tát, công đức của Thanh Văn, công đức của Duyên Giác, sáu pháp ba la mật, vô số tam muội, vô lượng trí tuệ. Đó gọi là chứa đủ mọi thứ kho báu. Điều thứ sáu, chúng sanh thân hình to lớn sống trong đó. Chúng sanh thân hình to lớn là ví với Phật và Bồ Tát, vì các ngài có trí tuệ lớn nên gọi là chúng sanh to lớn. Lại vì các ngài có thân lớn lao, có thân lớn lao vì các ngài trang nghiêm sức mực, vì các ngài điều phục mạnh mẽ, vì các ngài có phương tiện to lớn, vì các ngài thuyết pháp rộng khắp, vì các ngài có thế lực mạnh mẽ, vì các ngài có đồ chúng rộng lớn, vì các ngài có thần thông lớn mạnh, vì các ngài có lòng từ bi trải khắp, vì các ngài có thường trụ không biến đổi, vì các ngài không chướng ngại đối với tất cả chúng sanh, vì các ngài bao dung thọ nhận tất cả chúng sanh, cho nên gọi là chúng sanh thân hình to lớn sống trong đó. Điều thứ bảy, biển cả không chứa giữ xác chết. Xác chết là ví với những kẻ nhất xiển đề, phạm vào bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, phỉ báng kinh phương đẳng, điều không đúng chánh pháp mà nói là chánh pháp, điều đúng chánh pháp lại nói là không đúng chánh pháp, thu nhận và tích chứa tám thứ vật bất tịnh, tùy ý sử dụng tài sản được cúng dường Phật, cúng dường chúng tăng, làm những việc không đúng chánh pháp đối với các vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Những kẻ như thế gọi là xác chết. Kinh Niết Bàn này lìa khỏi những kẻ ấy nên gọi là không chứa giữ xác chết. Điều thứ tám, không tăng thêm hay giảm bớt, là ví như kinh này vì không có giới hạn, vì không có điểm khởi đầu hay kết thúc, vì không thuộc về hình sắc, vì không do tạo tác, vì là thường trụ, vì không sanh diệt, vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng, vì tất cả tánh Phật là cùng một tánh, cho nên gọi là không tăng thêm hay giảm bớt. Vì tất cả những ý nghĩa như thế, kinh này cũng giống như biển cả, có đủ tám điều không thể nghĩ bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 32. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net